dán ông là xuống cái là nhà nó chưa vẽ, mượn ông nợ chút xíu nữa. Không thầy không hứa nha. Thầy á là cái bữa thầy mình không chạy nữa mình không. Thầy bữa sáng là thôi. Thầy Nhâm. Thầy Nhâm. Không ăn, không còn, ờ, dạ. Xin hỏi nhà của ba của Triệu Úc, Triệu Úc. Úc nào? Trương. Trương hả? Dạ cảm ơn. Dạ, 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 đi nghe đi. Dạ, dạ, cảm ơn. Dạ, nó nghe. Đi nè. Chú quay lại, chú Phi. Trời ơi, chú Phi. Có tôm mấy mề, mấy... Đúng rồi. Ok. Ok. Đúng rồi, come on. Quay, quay. Quay không luôn. Dạ. Chú luôn mà. Dạ. Chú luôn mà. Thế được, được, được. Đây, được, 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 come on. Thôi xong hết ở nhà hết rồi. Triệu Úc ơi. Xe đậu mà không thấy ai nhà hết. Có ai nhà không? Ơi đâu hết trơn rồi, không ai nhà rồi. Có ai nhà không, đóng cửa rồi. Rồi, không ai nhà. Ôi Triệu Úc đừng thất vọng, không có ai nhà hết. Nếu có thì quay cho ba má của Triệu Úc, nhưng mà không ai nhà hết. Năm nay là ngày 27 tây tháng tháng 1 năm 2014 tại nhà Triệu Úc ở Thiên Long đây, nhưng mà đáng tiếc không ai ở nhà hết, chắc là đi qua ngày Tết thì đám tiệc gì rồi.